đây là đá Bửu Lộc, nó đã có một cái đường nè đó. À, bữa này nó khác mấy cái bữa bình thường nha các bạn. Có cái này nè, đây cho các bạn chưng cái bữa này là sẽ đem lại may mắn nha, tiền tài anh. Tiền tài có cái đường. Thường.